Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chuyên mục tiêu điểm VGC Pokemon mỗi tuần, nơi sẽ giới thiệu cho các bạn về các Pokemon và lối chơi của các Pokemon đó trong VGC để giúp mọi người có thể dễ dàng chọn ra những phong cách chiến đấu cho các Pokemon mà các bạn yêu thích. Hôm nay, tụi mình sẽ đưa các bạn về vùng đất của Johto, nơi có những truyền thuyết về hai tòa tháp huyền bí, và đặc biệt hai tòa tháp này từng là nơi của một trong hai Pokemon huyền thoại. Nhân vật đặc biệt mà tụi mình muốn nhắc đến trong ngày hôm nay đó chính là Lugia, vị thần cư ngụ nơi biển sâu. Truyền thuyết về Lugia được bắt đầu từ 700 năm trước, khi người dân của thành phố Ecruteak đã xây dựng hai tòa tháp 9 tầng là Brass Tower ở phía Tây và Bell Tower ở phía Đông. Với vẻ đẹp và sự uy nghiêm của hai tòa tháp này đã thu hút được hai Pokemon huyền thoại đến đây sinh sống. Một trong hai vị thần đó là Lugia đã chọn Brass Tower là nơi dừng chân. Với sức mạnh của bản thân thì hai vị thần đã giúp cho thành phố Ecruteak trở nên thịnh vượng nhất và bình yên nhất vào thời đó. Nhưng sau một biến cố bị sét đánh thiêu cháy tòa tháp Brass Tower, nỗ lực dập lửa của Lugia đồng thời đã khiến cho những cơn gió đưa những ngọn lửa lan ra khắp thành phố. Nhận thấy được sự sợ hãi của người dân và dè chừng bởi sức mạnh của chính mình, Lugia đã quyết định bay đi và chọn sống ở nơi biển sâu. Từ đó cho thấy sức mạnh khó kiểm soát của vị thần này. Vậy thì hãy cùng tụi mình đi sâu hơn nữa để khai thác sức mạnh của Lugia trong đấu trường VGC hiện nay. Tổng quan về sức mạnh. Trước tiên là nhìn vào chỉ số của Pokemon này. Đây có thể thấy là một Pokemon huyền thoại cực kỳ mạnh mẽ ở mảng chống chịu, với hai chỉ số cực kỳ cao là thủ vật lý và thủ đặc biệt, cùng với mức sinh lực cao là 106, khiến cho khả năng trụ sân của Lugia là cực kỳ tốt. Về tốc độ, mặc dù không quá cao, nhưng nó cũng là một cạnh tranh lớn đối với những Pokemon huyền thoại khác. Dù vậy thì cũng không thể nào bỏ qua hai chỉ số tấn công của Lugia đều bằng nhau và nằm ở mức khá là 90. Việc này có thể coi như là một nhược điểm của Lugia, vì khả năng tấn công với hai chỉ số này là chưa đủ để cạnh tranh với những Pokemon khác, thậm chí là những Pokemon huyền thoại hiện nay. Về đặc tính thì nó có Multiscale. Nếu Pokemon này đầy máu, sát thương nhận được từ các đòn tấn công sẽ bị giảm đi một nửa. Để mà nói về đặc tính này thì đã rất nổi tiếng về khả năng phòng thủ của nó trong thế giới Pokemon, và Lugia là một Pokemon cực kỳ thích hợp để đi chung với đặc tính này. Khả năng phòng thủ của Lugia vốn đã cực kỳ cao, và kết hợp với Multiscale thì đích thực là một bức tường kiên cố nhất trong thế giới Pokemon. Về hệ thì Lugia mang trong mình song hệ siêu linh và bay. Đây có thể nói là một song hệ khá tốt vì giúp cho Lugia có thể miễn nhiễm sát thương từ hệ đất mà giảm 1/4 sát thương từ hệ giác đấu. Cạnh đó nó còn giảm thêm một nửa sát thương từ các hệ cỏ và siêu linh. Tuy vậy thì song hệ này vẫn có những điểm yếu nhất định đến từ hệ điện, băng, đá, ma và bóng tối. Về điểm mạnh và điểm yếu của Pokemon thì tụi mình nhận định Lugia là một Pokemon khá toàn diện và cực kỳ hoàn hảo về khả năng phòng thủ. Nhưng nhược điểm làm cho Lugia chưa được tốt lắm, đó chính là nằm ở khả năng tấn công kết thúc đối thủ. Tuy vậy thì nếu muốn sử dụng Lugia để giành chiến thắng, thì chúng ta cũng phải chấp nhận chơi theo kiểu tà đạo một chút, chứ không thể nào đánh nhanh thắng nhanh như Miraidon, Calyrex hay là Koga được. Vẫn sẽ có những cách thức chiến đấu thích hợp để phát triển tiềm năng phòng thủ của Pokemon này. Về lối chơi, từ sức mạnh của Lugia, tụi mình sẽ đưa ra một lối chơi hợp lý nhất với khả năng phòng thủ của Pokemon này và không kém phần độc lạ. Lối chơi mà tụi mình sẽ lựa chọn là phòng thủ né đòn và cấu rỉa máu đối thủ dần dần. Với lối chơi này, thay vì đánh nhanh thắng nhanh, chúng ta sẽ đi từ từ từng bước đến chiến thắng và gây ức chế nhiều nhất cho đối thủ. Lợi dụng khả năng trụ sân cực kỳ tốt là điểm mạnh, chúng ta cần có những đồng đội mới lạ hơn để hỗ trợ gây phiền phức cho đối phương. Cho nên về đồng đội đi cùng, tụi mình sẽ đưa ra những Pokemon sau đây làm hỗ trợ cho Lugia và sẽ là chìa khóa chính trong mấu chốt của chiến thuật này. Đánh không đau thì ít nhất các Pokemon trong đồng đội phải có khả năng hỗ trợ nhau càng nhiều càng tốt. Đầu tiên là Muk, vùng Alola, sẽ là Pokemon đặc biệt quan trọng để đồng hành với Lugia trong chiến thuật này. Với khả năng trụ sân khá tốt và quấy rối đối thủ, chiêu Knock Off sẽ là đòn đánh gây sát thương khá tốt và cướp đi trang bị của đối phương. Toxic sẽ là chiêu gây sát thương chính của Muk-Alola. Với hiệu ứng dính kịch độc sẽ dần rút máu của đối phương. Dính độc càng lâu thì số lượng máu bị bòn rút càng khủng khiếp. Điều này sẽ đặc biệt hiệu quả với những trận đánh lâu dài. Minimize sẽ là chiêu thức quan trọng trong chiến thuật này, giúp Pokemon sử dụng tăng 2 bậc chỉ số né tránh. Khi chỉ số này đủ cao sẽ giúp Pokemon có thể né tránh hầu hết tất cả các chiêu thức. Tuy nhiên thì vẫn có tỷ lệ khá nhỏ là nó sẽ bị đánh trúng. Meowstic là Pokemon quan trọng không kém Muk-Alola. Với vai trò đảm nhiệm vị trí hỗ trợ nhờ vào đặc tính Prankster, sẽ giúp ích cho Muk-Alola và đồng minh, hoặc là tấn công nếu thuận lợi trụ sân. Với chiêu Fake Out khiến đối thủ bị choáng và không thể thi triển chiêu thức, tạo cơ hội cho đồng minh tấn công. Skill Swap giúp Pokemon sử dụng hoán đổi đặc tính với mục tiêu được chỉ định. Psych Up là chiêu thức giúp sao chép tất cả các thay đổi về trạng thái chỉ số của mục tiêu được nhắm tới. Grimmsnarl sẽ là Pokemon hỗ trợ quấy rối cực kỳ hiệu quả nhờ vào đặc tính Prankster, cũng như là những chiêu thức cực kỳ hữu dụng mà Pokemon này có thể học được như Reflect giúp bản thân và đồng minh giảm 34% sát thương vật lý phải nhận trong đấu đôi. Light Screen giống với Reflect sẽ giúp cho bản thân và đồng minh giảm 34% sát thương đặc biệt phải nhận trong vòng 5 lượt. Khi mang theo trang bị Light Clay thì hiệu quả của hai chiêu trên sẽ được tăng từ 5 lượt thành 8 lượt. Tuy nhiên thì tường trắng sẽ bị phá bỏ khi đối thủ dùng các chiêu thức như là Brick Break, Psychic Fan hoặc là Defog. Thunder Wave dùng để quấy rối, nhất là những đối thủ có tốc độ cao, khi bị dính chiêu thức này sẽ bị giảm 50% tốc độ. Malamar là một Pokemon đảm nhiệm vai trò tấn công trong đội hình, với khả năng nâng cấp sức mạnh nhờ vào đặc tính Contrary và sức chống chịu cũng khá tốt. Super Power là chiêu thức chính của Pokemon này, khi kết hợp với đặc tính Contrary sẽ giúp tăng sức mạnh, tấn công và phòng thủ của Pokemon này lên. Rock Slide là chiêu thức tấn công đa mục tiêu, sử dụng sau khi đã tăng cấp sức mạnh xong. Psy-Shop là chiêu thức giúp sao chép tất cả các thay đổi về trạng thái chỉ số của mục tiêu được chỉ định. Flamigo là Pokemon đảm nhiệm vai trò tấn công nhóm với Malamar. Tùy vào việc gặp những đối thủ nào, đặc tính Costa của Flamigo sẽ là sự kết hợp hoàn hảo với chiến thuật chúng ta cần sử dụng. Vì đặc tính này, khi mới ra sân, sẽ copy hoàn toàn những thay đổi chỉ số của đồng minh. Close Combat, Liquidation, Brave Bird và U-Turn sẽ là những chiêu thức thiên về tấn công mà chúng tớ muốn cho Pokemon này sử dụng. Về chiến thuật, như lối chơi đã kể trước đó, chiến thuật dành cho Lugia và những đồng đội đi cùng kể trên sẽ mang mục đích phòng thủ mà khả năng tấn công chống chịu cực kỳ tốt của Lugia, cùng với khả năng gia tăng né tránh đến từ chiêu Minimize của Muk-Alola. Sau đó khả năng né tránh này sẽ được chia sẻ cho các đồng đội bằng chiêu Psy-Shop. Để có cái nhìn dễ hiểu hơn thì ở những lượt đầu tiên, nhất định phải để cho Muk-Alola sử dụng chiêu Minimize để gia tăng khả năng né đòn của bản thân. Meowstic sẽ dùng chiêu Fake Out để ngăn đối thủ tấn công Muk-Alola, khống chế đối thủ càng nhiều càng tốt vào hai lượt tiếp theo. Ở lượt thứ hai, Meowstic sẽ sử dụng chiêu Skill Swap để hoán đổi đặc tính Prankster của bản thân sang cho Muk-Alola, giúp cho Muk-Alola sử dụng thuận lợi chiêu Minimize nhằm gia tăng khả năng né đòn một lần nữa. Lúc này thì mặc dù ta đã được tăng 4 bậc chỉ số né đòn, dù vậy thì khả năng trúng đòn vẫn là có, nên chúng ta cái này là buộc phải cầu trời, sẽ tránh được chiêu tấn công của địch hoặc là có thể chịu đựng được đòn đó. Ở lượt thứ ba, chúng ta vẫn cho Muk-Alola gia tăng né tránh một lần nữa, và để Meowstic thi triển chiêu Psy-Shop để sao chép các khả năng né tránh từ Muk-Alola. Nếu thuận lợi thì giờ đây Meowstic đã có thể trở thành một Pokemon tấn công đặc biệt với chiêu thức Store Power. Sau khi sao chép chỉ số từ Muk-Alola, ở các lượt sau các bạn sẽ chỉ cần dùng chiêu Toxic của Muk-Alola để có thể làm suy yếu đối thủ và Meowstic để tấn công rút máu đối phương từ từ. Nếu có bất trắc, trong trường hợp một trong hai Pokemon mất khả năng chiến đấu thì chúng ta sẽ cho Lugia hoặc Pokemon còn lại ra sân để tiếp tục việc sao chép chỉ số né tránh từ Pokemon còn lại trên sân, rồi mới tấn công cấu rỉa đối phương, dẫn đối thủ đến mức thất bại một cách đau đớn bằng độc và các chiêu thức của Lugia. Với một Pokemon còn lại thì mọi người có thể tính toán thích hợp tùy vào đội hình của đối thủ để lựa chọn giữa Grimmsnarl hỗ trợ khả năng chống chịu hoặc là Malamar và Flamigo để đảm nhiệm vai trò tấn công vật lý còn thiếu trong đội hình. Đương nhiên với một chiến thuật cầu kỳ như vậy chắc chắn sẽ có điểm yếu. Với chiến thuật trên sẽ là một chiến thuật cực kỳ khó khăn để thi triển suôn sẻ thành công, bởi vì bạn chắc chắn cần phải đặt ưu tiên hàng đầu cho việc bảo vệ Muk-Alola để giúp khả năng né chiêu của nó. Sau đó các đồng đội phải thuận lợi sao chép được chỉ số từ Muk-Alola thì mới có thể thành công ở bước đầu. Sau đó là một công cuộc rút máu đối phương từ từ, song song với việc phòng thủ câu giờ cho độc ảnh hưởng mạnh hơn. Ngoài ra thì có hai hệ là độc và thép sẽ miễn nhiễm với việc dính chiêu Toxic của Muk-Alola, cho nên chúng ta cần phải lưu ý cho Pokemon trong đội hình học được chiêu hệ đất để có thể khắc chế một lượt cả hai hệ này. Ưu tiên là cho Pokemon như Lugia học được chiêu hệ đất để có thể khắc chế được độc và thép. Ngoài sự khó khăn đó thì chiến thuật này có những khắc tinh cực kỳ to lớn, đó là chiêu Haze sẽ xóa bỏ toàn bộ chỉ số trên sân. Điều này sẽ khiến chiến thuật trên bị phá hoàn toàn, và cạnh đó là những chiêu thức hay là đặc tính có khả năng tấn công luôn luôn trúng mục tiêu cũng sẽ hủy hoại toàn bộ công thức setup chỉ số của bạn. Tuy nhiên, bạn không cần quá lo lắng. Thứ nhất thì đây là một chiến thuật cực kỳ lạ mà tụi mình có thể đưa ra, và chiêu Haze thì cũng rất ít gặp trong đấu trường hiện nay. Cùng với những Pokemon có đặc tính và khả năng tấn công luôn trúng cũng ít xuất hiện hơn, do đó thì chiêu Taunt và Encore sẽ là điểm yếu dễ gặp nhất của chiến thuật này. Hơn hết thì cái điểm yếu lớn nhất ở đây đó chính là sự may mắn của bạn, sẽ quyết định chiến thắng có thuộc về bạn hay không. Về việc xây dựng sức mạnh, với lối chơi và chiến thuật có phần độc lạ và khá thú vị này, thì chúng ta sẽ tăng các chỉ số như sau. EV, chúng ta sẽ chú trọng vào việc nâng cao chỉ số phòng ngự của Lugia, giúp cho Pokemon này có thể trụ sân tốt nhất để giúp việc cấu máu đối thủ trở nên thuận lợi hơn. Tăng tối đa ở mảng sinh lực và 156 điểm ở mảng thủ vật lý, cùng với 100 điểm ở mảng thủ đặc biệt. Vì vốn thủ đặc biệt của Lugia đã khá cao sẵn, cho nên chúng ta vẫn cần dồn nhiều điểm hơn trong việc phòng thủ vật lý cho nó. Về IV, ở mảng này thì chúng ta sẽ chọn tấn công đặc biệt cho Lugia, vậy nên chúng ta sẽ nâng full tất cả chỉ số, trừ tấn công vật lý ra để tránh trường hợp bị confused hoặc là gặp đối thủ tấn công bởi foul play. Về đặc tính thì Multiscale sẽ là đặc tính tốt nhất dành cho Lugia, khiến cho khả năng phòng thủ được tăng lên và giúp cho việc trụ sân trở nên thuận lợi hơn. Về tính cách thì Bow tăng 10% thủ vật lý và trừ 10% công vật lý sẽ giúp tăng cường ở mảng vật lý cho Lugia, kết hợp với chỉ số EV ở trên thì sẽ khiến cho Lugia được đồng đều ở cả hai mảng phòng thủ. Về hệ Terra thì Terra hệ rồng sẽ là lựa chọn mà tụi mình nghĩ là tốt nhất, vì giúp cho Lugia xóa được các điểm yếu trước và còn hơn thế là có thể chống chịu được những đòn tấn công từ các Pokemon huyền thoại khá mạnh trên đấu trường hiện nay như là Koga và Miraidon. Về trang bị thì Leftovers sẽ là trang bị tốt nhất dành cho Lugia và chiến thuật câu giờ này, vì nó sẽ có thể giúp cho Lugia hồi lại một lượng máu trong lúc câu giờ, cũng như góp phần kích hoạt lại đặc tính của bản thân Lugia. Chiêu thức nên mang theo, Whirlpool sẽ là chiêu thức tấn công chính của Lugia, có tác dụng ngăn cản đối phương chuyển đổi Pokemon và rút 1/8 HP mỗi lượt. Đây sẽ là combo chiêu thức cực kỳ khó chịu khi kết hợp với chiêu Toxic của Muk. Psych Up giống với các đồng đội khác trong đội hình này, đây sẽ là chiêu thức dẫn đến chiến thắng, giúp cho Lugia có thể tăng cường việc né đòn sau khi sao chép chỉ số đã được tăng tối đa của Muk-Alola. Recover sẽ là chiêu thức tự phục hồi chính của Lugia, hồi phục lại HP nhằm trụ sân và kích hoạt lại đặc tính Multiscale. Protect sẽ là chiêu thức có thể mang theo khi sử dụng trang bị Leftovers để giúp bảo vệ bản thân, dự đoán các bước đi của đối thủ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một trận thực chiến để có cái nhìn rõ nét hơn về Lugia. Bên đối phương đang cho ra Ferigrap cùng với lại Urshifu. Một con thì chặn chiêu ưu tiên, một con thì đánh xuyên từng bảo vệ. Cho nên là chơi quân tử nó chơi không lại đâu, nên phải tìm cách thôi. Đối thủ đang có vẻ muốn dốc hết sức để hạ một trong hai Pokemon của chúng ta. Và Urshifu sẽ là người đảm nhận nhiệm vụ đó. Cũng như đã nói ở trên thì chúng ta phải cố gắng bảo vệ Muk trong chiến thuật sử dụng Lugia này. Cho nên chúng ta phải Terra cho Muk thành hệ cỏ để có thể hạn chế được sát thương của Urshifu một cách tốt nhất. Cái này thì phán đoán thôi, vì có lẽ đối phương hiểu được rằng Muk là một Pokemon né chiêu khá tốt, cho nên chúng ta cũng phải tương kế tụ kế để có thể cố gắng bảo vệ và giúp Muk trụ sân. Có vẻ như Muk đã sống sót được sau đòn này. À không, còn chiêu của con Ferigrap nữa. Nếu con Ferigrap dựng Trick Room thì không sao. Muk đã sống và đủ khả năng sử dụng chiêu Minimize để né đòn. Bên Ferigrap đang được cộng 1 điểm tấn công đặc biệt nhờ vào trang bị Thought Spray sau khi sử dụng chiêu âm thanh. Và chúng ta đã thành công sử dụng được chiêu Minimize, tăng 2 bậc khả năng né tránh. Cộng với tường bảo vệ do Grimmsnarl dựng lên, khả năng sống sót của Muk giờ đây đang được tăng lên khá nhiều. Surging Strike một gần nữa xuất kích và nó sẽ nhắm vào Grimmsnarl. Hy vọng Grimmsnarl vẫn còn sống. Rồi, không thể nào sống nổi. Chưa kịp dựng tường bảo vệ mảng vật lý thì Grimmsnarl đã lên bàn thờ ngồi rồi. Nhưng điều đó đúng với chủ đích của chúng ta. Đặc tính của Muk đã có thể copy được đặc tính của Grimmsnarl lúc nãy vừa mất đi. Giờ đây thì Muk đã có thể sử dụng chiêu tăng khả năng né tránh nhanh nhất trên sân. 4 bậc khả năng né tránh đã được tăng. Lúc này thì không thể nào mà Muk bị thua được. Chính xác, Muk đã né được đòn tấn công đó của Ferigrap. Giờ đây thì chúng ta đã có thể cho Lugia ra sân và copy hết những chỉ số né tránh được tăng của Muk. Sẽ là một phương án gây ức chế với đối thủ đây. Họ đã rút Urshifu về. Cho Pokemon nào ra đây? Tornadus. Tornadus có nhiệm vụ gì nhỉ? Minimize một lần nữa đã được tăng. Giờ đây thì nó đã được tăng tối đa khả năng né tránh. Và Lugia đã sao chép tất cả chỉ số né tránh thành công. Giờ đây thì cả hai Pokemon này đều có khả năng né tránh thượng thừa. Và Lugia thì với khả năng phòng thủ tuyệt vời của nó, cộng với khả năng né tránh nữa, thì không một đối thủ nào có thể đủ kiên nhẫn mà tiếp tục trận đấu. Muk đã có thể thoải mái sử dụng kịch độc hoặc là tấn công đối thủ bất cứ lúc nào mà nó muốn. Và đối thủ đã bỏ cuộc, trận đấu kết thúc. Tổng kết thì với truyền thuyết về sức mạnh của Pokemon này, Lugia vốn dĩ cực kỳ mạnh mẽ và nổi tiếng nhờ vào khả năng phòng thủ của mình. Và với lối chơi và chiến thuật mà tụi mình đưa ra, tuy sẽ phụ thuộc khá lớn vào đồng đội, nhưng đây sẽ là cách tốt nhất để khai thác sức mạnh của Lugia. Nếu Lugia đi với chiến thuật trên, tuy sẽ hơi phụ thuộc vào việc hên xui và may rủi, đây sẽ là chiến thuật mà tụi mình khuyên dùng khi các bạn muốn tìm kiếm sự mới lạ và đảm bảo đối thủ sẽ khá bất ngờ về chiến thuật trên, cũng như là sẽ gây cho họ khá nhiều sự ức chế. Mặc dù chiến thuật sẽ có hơi khó quen đối với người mới, dù vậy thì tụi mình cũng sẽ khuyến khích mọi người thử chiến thuật này để hiểu rõ hơn về sự muôn màu trong các phong cách chiến đấu của Pokemon. Cho nên tụi mình sẽ đánh giá cho Lugia là 4,5 trên 5 sao cho sức mạnh độc đáo này đến từ vị thần bảo vệ Điển Khơi. Ở trên là toàn bộ thông tin của tụi mình đưa ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Pokemon cũng như là lối chơi của Pokemon đó. Mong các bạn sẽ có thật nhiều thắng lợi trên đấu trường với Pokemon này, giúp cho đấu trường VGC xuất hiện nhiều Pokemon độc lạ và làm mới đấu trường nhiều hơn nữa. Nếu còn có gì thiếu sót, các nhà huấn luyện cũng đừng ngần ngại góp ý cho tụi mình ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên mọi người có thể đưa ra các Pokemon mọi người yêu thích để tụi mình xây dựng chiến thuật và cách đánh xung quanh các Pokemon đó. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong tiêu điểm VGC tuần sau. Bye!